khi mà đến đây thì Quỳ Khuyên cảm thấy là nó giống như là trở về cái một cái vùng đất giống như Florida ở bên Mỹ vậy. Nó cho Uyên có một cái cảm giác không có quá nhiều bụi bặm, cái khí hậu nó được fresh hơn ở trong Sài Gòn nữa. Và đó là cái lý do tại sao mà Khuyên đến đây thì đã bàn bạc với gia đình và cũng đã đặt cọc và mua một cái căn biệt thự rất là đẹp ở tại đây rồi. Quỳ Khuyên cảm thấy rất là hạnh phúc. Chưa có kể đến đó là mọi người biết không, khi mà Khuyên đến đây đó, cái điều ấn tượng nhất Quỳ Khuyên nghĩ là không có phải chỗ nào chúng ta có thể tìm đến được, đó là cái bến du thuyền. Khi mà những cái ngày mệt mỏi mình đi hát ở những cái nơi xa xôi đó, nhưng mà đến đây mà nghỉ dưỡng cộng với một cái bến du thuyền như vậy, rồi mình có một con thuyền bé bé con của mình đi vòng quanh như thế này thì còn cái gì cho bằng nữa. Chắc không có cần nói nhiều hơn nữa mà Kiều Phương nghĩ là quý vị hãy đầu tư nhanh chóng, bởi vì chính bản thân Kiều Phương đang suy nghĩ mình nên mua thêm một căn nữa cho gia đình mình.